Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm thứ ba tuần qua, lũ lụt thảm khốc đã ập đến Bằng Tường, tỉnh Giang Tây, khu vực miền núi Tương Đông ở Bình Hương là khu vực dễ xảy ra thiên tai. Và tòa nhà Ni Ao ở làng Hà Châu đặc biệt nguy hiểm. Vào lúc 6 giờ 45 phút sáng, một ngọn núi khoảng 100.000 mét khối từ trên trời rơi xuống với tốc độ cực nhanh, nhà cửa, cây cối, ao hồ, đường xá và một ngôi làng cũng biến mất trong nháy mắt. Rất may 110 người thuộc 26 hộ dân trong thôn đều bình an vô sự, bởi 40 ngày trước, cả làng già trẻ lớn bé đều đã sơ tán khỏi vùng thiên tai này. 40 ngày qua, cán bộ chính quyền địa phương và phòng tài nguyên đất đai ngày đêm bám sát thân sạt lở, vừa cứng vừa mềm với dân, cùng dân chiến đấu dũng cảm. Trong suốt 40 ngày, các nhân viên phòng chống thiên tai của Sở Tài nguyên và Đất đai của thành phố Bình Hương đã bất chấp nắng nóng và lũ lụt, liều mạng để theo dõi vụ lở đất, đồng thời cố gắng hết sức để thuyết phục dân làng quay trở lại ngôi làng. Hôm qua, trước cổng huyện Tương Đông, thành phố Bằng Tường, tỉnh Giang Tây, gần 100 người hàng trăm người đã tập trung trước cổng chính quyền khu Tương Đông, thành phố Bằng Tường, tỉnh Giang Tây, cùng nhau xin lỗi cảm ơn những người ở cục địa chất và mỏ. Chúng tôi xin lỗi vì đã mắng họ, vì họ đã khẩn thiết bảo chúng tôi sơ tán. Thiên tai lớn như vậy mà cả làng chúng tôi già trẻ lớn bé đều có thể bình an vô sự. Chúng tôi biết ơn lắm. Cặp vợ chồng già trong đám đông bật khóc. Người đàn ông tên là Peng Bao Jun. Ông nói, tôi không dám nhìn hiện trường sạt lở. Kinh khủng quá. Chưa nói đến ngôi nhà, ngay cả cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi cũng bị nhấc bổng, gãy thành nhiều đoạn. Năm ngày trước, ngay tại Bằng Tường, tỉnh Giang Tây, trời mưa to, nước chảy cuồn cuộn, sông suối dâng trào. Khu vực miền núi Tương Đông ở Bình Hương là khu vực dễ xảy ra thiên tai và khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là tòa nhà Ni Ao ở làng Hà Châu, quận Tương Đông. 6 giờ 45 phút sáng, chỉ nghe thấy một tiếng đùng lớn, một ngọn núi với khối lượng khoảng 100.000 mét khối từ trên trời đổ xuống, một mảnh nhà cửa, cây to cây nhỏ, ao hồ, đường xá dưới chân núi biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một sườn đồi sạt lở. Hoàng Đông Dinh, một người dân trong làng đang chuẩn bị về nhà lấy đồ đã nhìn thấy cảnh tượng sợ hãi này cho biết, tôi còn chưa đi đến cổng làng, dây điện cách đó hơn 100 mét đang rung lên, đèn sáng rực, tôi sợ đến mức chân yếu chạy không nổi, kêu không ra tiếng nữa, nếu không trốn sớm hơn, chúng ta đã chết rồi. Ngọn núi 100.000 mét khối trượt xuống, một ngôi làng biến mất trong nháy mắt. Tuy nhiên, 110 người thuộc 26 hộ dân trong thôn từ già đến trẻ đều bình an vô sự. Khi thảm họa này xảy ra, hầu hết họ vẫn đang ngủ, bởi 40 ngày trước, cả làng già trẻ lớn bé đã sơ tán khỏi vùng thiên tai này. Vào buổi sáng, các vết nứt xuất hiện trên núi, Cục Đất đai và Tài nguyên thành phố và chính quyền huyện quyết định rằng tất cả dân làng phải sơ tán ngay lập tức. Ni Ao Du Linh nằm ở trung tâm phía đông Hồ Nam, với cấu trúc địa chất phức tạp và tính ngẫu nhiên mạnh mẽ trong các yếu tố gây ra thảm họa địa chất. Cục khí tượng dự báo lượng mưa ở phía đông Hồ Nam sẽ cao nhất trong lịch sử, rất dễ gây ra các thảm họa địa chất như sập nhà, sạt lở đất và lở đất. Các sở tài nguyên và đất đai của tỉnh và thành phố đã liệt kê phía đông Hồ Nam là ưu tiên hàng đầu để phòng ngừa. Cục Tài nguyên và Đất đai thành phố Bằng Tường đã thành lập Sở Đất đai và Cục Địa chất và Tài nguyên khoáng sản ở phía đông Hồ Nam. Trước đó, nhân viên Cục Địa chất và Tài nguyên khoáng sản tỉnh Hồ Nam trong quá trình kiểm tra thảm họa đã phát hiện dấu hiệu sạt lở đất do mưa lớn liên tục, chỗ rộng nhất là 40 cm, vết nứt rộng tới 20 cm, chỗ nhỏ nhất là 20 cm, có rất nhiều vết nứt lớn trên núi như vậy cùng một lúc, nguy hiểm không thể tưởng tượng được. Nếu mưa lớn tiếp tục, tất cả các vết nứt sẽ ngày càng lớn hơn. Dưới chân núi Ni Ao Dui có 110 người sinh sống tại đó. Sau khi nhận được báo cáo khẩn cấp từ Cục Địa chất và Tài nguyên khoáng sản huyện, Cục Đất đai và Tài nguyên thành phố Bình Hương, huyện ủy Tương Đông và các nhà lãnh đạo của chính quyền huyện đã ngay lập tức đến hiện trường sạt lở đất để điều tra. Mưa không ngừng rơi xuống, vết nứt trên núi sâu không đáy, nước mưa, lá cây, đất thậm chí là đá nhỏ trên mặt đất cũng dồn dập rót vào khe nứt. Ước tính vụ sạt lở có thể tích 1 triệu mét khối, toàn bộ làn núi. Phòng Tài nguyên và Đất đai thành phố Bình Hương, Ủy ban quận Tương Đông và chính quyền quận lập tức đưa ra quyết định di tản nhanh chóng. Phòng Địa chất và Tài nguyên khoáng sản huyện nên hỗ trợ chính quyền và cán bộ thôn trong công tác phòng tránh thiên tai. Công việc này phải được thực hiện một cách nhanh nhất. Cục Tài nguyên và Đất đai Bình Hương đã sắp xếp cụ thể để đề phòng và cứu trợ thiên tai, sắp xếp về cách ngăn chặn cơ bản thương vong do tai biến địa chất gây ra và đưa ra yêu cầu rõ ràng. Bất cứ nơi nào có thiên tai địa chất, nhất định phải có nhân viên của Cục Đất đai, Cục Địa chất và Tài nguyên khoáng sản Đông Hồ Nam đã ngay lập tức đưa ra kế hoạch phòng chống và kiểm soát thảm họa địa chất, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa cụ thể cho tình huống đặc biệt của Ni Ao Du Linh. Kế hoạch khẩn cấp thảm họa địa chất Ni Ao Du Linh đã được đưa ra ngay tại chỗ, thông báo ngay cho tất cả các hộ gia đình rằng toàn bộ ngôi làng phải được sơ tán trong vòng nửa ngày vào buổi chiều, đến chiều phải cho di tản dân.
còn lại nhà cửa, tài sản phải phong tỏa, tránh hết, dân làng cũng phải ổn định, lập tức ra lệnh, cả làng, không phân biệt đàn ông, phụ nữ hoặc trẻ em phải sơ tán tất cả để tránh thảm họa. Dân làng Ni Ao Du Linh không xa lạ gì với thảm họa địa chất. Nhân viên của Cục Địa chất và Tài nguyên khoáng sản đến làng vào mỗi mùa mưa để cảnh báo cho họ xem bản đồ thiên tai, giải thích nguyên nhân, mối nguy hiểm và phương pháp xác định thiết thực nhất tai biến địa chất. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cả làng phải di tản, những người sơ tán phải được tái định cư, những ngôi nhà và tài sản mà dân làng để lại phải được niêm phong để bảo vệ. Đội phòng chống thiên tai do chính quyền huyện, thị trấn, thôn và Sở Tài nguyên Đất đai phối hợp thành lập đã khóa và niêm phong cửa từng nhà, sau đó đóng đường, cắt điện, đồng thời thực hiện phong tỏa toàn bộ thôn. Lãnh đạo huyện hứa với dân làng sẽ không để mất đồ đạc ở nhà, sẽ có người túc trực 24/24 giờ và hàng ngày sẽ báo cáo tình hình tại chỗ cho dân làng đúng giờ. Khoảng một nửa dân làng ở Ni Ao Du Linh đã lánh nạn chỗ người thân và bạn bè, và một nửa tạm thời sống trong viện dưỡng lão ở thị trấn Tương Đông. Hầu hết dân làng đã rời đi, nhưng một phụ nữ trung niên không chịu rời đi. Bà cho biết, chồng và con trai đều đã đi làm, gia đình không còn sức lao động, không người thân bên cạnh, không nơi nương tựa. Trong đội phòng chống thiên tai có một thanh niên tên là Trương Kinh Kha, khi nghe tin đã lập tức chạy đến nhà người phụ nữ động viên cô ấy. Cô đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô liên hệ với viện dưỡng lão, tôi sẽ chuyển cô đến đó, nơi đó có đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho cô. Sau khi tai họa qua đi, tôi sẽ đưa cô trở làng. Cục Tài nguyên và Đất đai thành phố Bằng Tường đưa ra yêu cầu, vì sự an toàn của người dân, thà bị họ mắng chứ không để họ khóc sau thảm họa. Nhân viên của Cục Địa chất và Tài nguyên khoáng sản của quận Tương Đông ngay lập tức tuyên bố, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không trả đũa và chúng tôi phải kiên nhẫn giải thích, chửi bới còn hơn khóc lóc. Để thực hiện công việc một cách chi tiết và đảm bảo an toàn cho người dân, Bộ phận Tài nguyên và Đất đai của thành phố Bình Hương tiếp tục thực hiện một loạt các biện pháp phòng ngừa. Từ ngày 3 ngày nay mưa lớn liên tiếp, 6 giờ 45 phút sáng mưa ngày càng nặng hạt, cuối cùng ngọn núi cũng bị lũ xé toạc. Khi những người dân làng Ni Ao Du Linh được sơ tán an toàn vẫn còn đang ngủ say, ngôi nhà của họ ngay lập tức bị chôn vùi bởi khối núi 100.000 mét khối đang trượt xuống. Ngọn núi giống như một con thú khổng lồ, nuốt chửng Ni Ao Du Linh trong một ngụm, đôi mắt đầy đất và sỏi, thậm chí không thể nhìn thấy dấu vết của ngôi làng. Đây là 40 ngày kiên trì và 40 ngày đau khổ, cứu sống 110 người. Kể từ mùa mưa năm nay, hơn 500 trận động đất đã xảy ra ở Bằng Tường, 618 ngôi nhà bị sập và 8.042 người đã được chuyển đi thành công. Trước những trận động đất lớn, không có thương vong trong thành phố, vào cuối tháng trước, khi Sử Văn Thanh, Phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Tây, đến Ni Ao Du Linh để hướng dẫn cứu trợ thiên tai, ông đã đến thăm những người dân làng bị ảnh hưởng và khen ngợi các đồng chí của Bộ phận Đất đai và Tài nguyên vì những đóng góp của họ trong việc tránh thiên tai. Cục Địa chất và Môi trường của Bộ Đất đai và Tài nguyên cùng các chuyên gia liên quan của Bộ Đường sắt đã đến Ni Ao Du Linh để điều tra vụ lở đất và cho biết, đây là một ví dụ điển hình về việc cùng nhau tránh thảm họa thành công. Vào đầu tháng này, một số máy ủi đang san bằng đất trên một ngọn đồi nhỏ. Đây là một trong những khu tái định cư do huyện Tương Đông mở ra cho các hộ dân bị sập nhà trong trận lũ. Sở Tài nguyên Đất đai và Nhà đất của các tỉnh, thành phố cũng đã công bố kế hoạch tái định cư và phương án xây dựng cho các hộ dân bị sập nhà. Đồng thời, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp của thành phố đã được nối lại và việc khôi phục các con đường, thủy lợi và các cơ sở điện bị hư hại do thiên tai địa chất đã được triển khai đầy đủ. Thành phố Bình Hương đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch tái thiết và tự cứu hộ sau thảm họa. Do thảm họa địa chất thường xuyên xảy ra trên địa bàn, một mặt người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng đã được tái định cư ở những khu vực an toàn, đồng thời tăng cường cảnh giác. Mặt khác, Cục Đất đai đã mời các chuyên gia nghiên cứu khoa học địa chất và các học giả từ các lĩnh vực khác nhau đến hiện trường để kiểm tra và hướng dẫn, giúp xây dựng các kế hoạch quản trị và phòng chống thiên tai cụ thể, đồng thời giúp đỡ các khu vực bị thiên tai tái thiết và tiếp tục sản xuất sau thảm họa. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Đội tàu hải quân Ấn Độ gồm khu trục tàng hình NS Sivalik, số hiệu F-47 do đại tá Shobrak Thakur làm thuyền trưởng và tàu hộ vệ tên lửa INS Tokamata, số hiệu P-28 do trung tá Modis Suni làm thuyền trưởng cùng 670 sĩ quan thủy thủ đã cập bến cảng Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày vừa qua. Chuyến thăm này nhằm củng cố giao lưu hàng hải giữa hải quân hai nước và tăng cường gắn kết hữu nghị giữa hai quốc gia nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ năm 1972 đến năm 2022. Theo thông tin đăng tải trên trang MilitaryVictory.com, INS Sivalik là khu trục hạm
đa nhiệm đầu tiên được Ấn Độ chế tạo và đưa vào trang bị trong hải quân nước này từ năm 2010. Tàu có trọng tải thông thường và tối đa đạt lần lượt là 5.300 tấn và 6.200 tấn, dài 142,5 m, sườn ngang 16,5 m, mớn nước 4,5 m, trong đó INS Sivalik cần tới hai động cơ turbine khí General Electric LM2500 để có thể hoạt động. Vận tốc tối đa của tàu khi di chuyển trên mặt nước có thể đạt 59 km/h. Do tác chiến trên biển nên INS Sivalik được trang bị một số loại radar hoặc hệ thống cảm biến sóng âm để có thể phát hiện các mục tiêu đối phương trên biển, trên không hoặc dưới mặt nước biển. Chẳng hạn, loại radar đa nhiệm LM2238 Star được trang bị trên INS Sivalik có thể theo dõi tự động tên lửa hoặc máy bay đối phương lần lượt ở các khoảng cách 28 km và 250 km. Cũng theo militaryfactory.com, hệ thống khí tài được lắp đặt trên INS Sivalik khá đa dạng với nhiều loại vũ khí như hai hệ thống vũ khí đánh gần AK-630, một pháo Autobreda 76mm, hệ thống phóng thẳng đứng chứa 8 tên lửa Krupp hoặc Brahmos, tên lửa chống tàu ngầm 90R và RPU-6000, các loại tên lửa phòng không Sting-1 và Barak. Ngoài ra, ở đuôi tàu INS Sivalik được lắp một sân đáp đủ rộng cho hai trực thăng đa nhiệm Sea King. Theo các hình ảnh được Hải quân Ấn Độ công bố, thủy thủ đoàn hai chiến hạm của Ấn Độ trong chuyến thăm lần này đã có nhiều hoạt động giao lưu với các binh sĩ thuộc Hải quân Việt Nam, đi thăm một số danh thắng ở thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành cuộc diễn tập PASEC có nhiệm vụ tăng cường hợp tác trong các hoạt động quân sự hay trong nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo với tàu chiến Hải quân Việt Nam. Trong thời gian ở thăm thành phố Hồ Chí Minh, các sĩ quan thủy thủ đội tàu Hải quân Ấn Độ đã thăm và chào xã giao lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đặt vòng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022 có gì? Chúng tôi đã có mặt tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022. Đây là một cuộc triển lãm quy mô lớn về công nghệ kỹ thuật quốc phòng, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Khu vực triển lãm được bố trí tại sân bay quân sự Gia Lâm, có tổng diện tích hơn 5.000m2. Tham dự triển lãm thì gồm có 51 đoàn thuộc 28 quốc gia khác nhau. Có thể thấy ở đây là có tới hàng chục các loại vũ khí khí tài khác nhau của các quân binh chủng như hải quân, lục quân, không quân. Thật khó có thể kể hết ở đây những loại vũ khí hiện đại đang được lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng. Tuy nhiên, quý vị có thể thấy ở đây là một chiếc UAV của tập đoàn Viettel sản xuất. Chiếc máy bay này có thể thực hiện trinh sát và quan sát chiến trường, quan sát rất rõ các mục tiêu trên chiến trường bằng các hệ thống camera ở bên dưới như thế này. Đây là một chiếc xe tăng T-90SK. Đây là một chiếc xe tăng rất là hiện đại nhất trong số các xe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đang sử dụng hiện nay. Ở phía bên dưới này nữa là rất nhiều những xe chiến đấu bộ binh như là xe BMP-2, các loại xe bọc thép, chở quân, các loại pháo tự hành cũng đang được trưng bày ở đây, kể cả các loại vũ khí của Hải quân cũng có thể quan sát thấy ở đây. Ví dụ như là các loại ngư lôi được trang bị trên các tàu phóng ngư lôi của Lữ đoàn 170 thuộc vùng 1 Hải quân. Hay là ở phía bên này nữa thì các loại trực thăng vận tải, rồi thì các loại máy bay vận tải quân sự cũng được trưng bày ở đây rất là nhiều. Điểm nhấn của buổi khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2022 đó là phần biểu diễn của lực lượng không quân. Như quý vị có thể thấy thì ngay lúc này, gian trực thăng của Trung đoàn Không quân trực thăng 916 đang bay biểu diễn ngay phía trên đỉnh của sân bay Gia Lâm với độ cao rất là thấp, cùng với đội hình máy bay chiến đấu Su-30 cũng tiếp tục tiến vào sân bay biểu diễn. Ở phần trưng bày trong nhà thì có tới 174 công ty doanh nghiệp khác nhau đến với triển lãm lần này với hàng nghìn các loại vũ khí khí tài được giới thiệu ở đây. Ví dụ như đây là phần trưng bày của Ấn Độ, một quốc gia có rất nhiều thế mạnh về lĩnh vực tên lửa. Như ở đây là tên lửa không đối không được trang bị trên máy bay chiến đấu hay là tên lửa chống tăng được phóng từ máy bay trực thăng này. Ở dưới đây nữa thì là một loại ngư lôi có thể được trang bị ở tàu ngầm, tàu chiến hoặc thậm chí có thể được phóng từ máy bay trực thăng nữa. Triển lãm chính thức khai mạc vào sáng ngày hôm nay và sẽ kết thúc vào 18 giờ ngày 10 tháng 12. Còn đây là khoảnh khắc ấn tượng hổ mang chúa, trực thăng Mi hợp luyện trên bầu trời Hà Nội.
Sáng nay, các đơn vị máy bay chiến đấu hổ mang chúa Su-30 MK2 và trực thăng Mi đã tiến hành hợp luyện tổng duyệt cho màn trình diễn tại lễ khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Tiếng gầm của động cơ, tiếng xé gió của tiêm kích Su-30 trên bầu trời Hà Nội trong buổi tổng duyệt mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Màn biểu diễn của tiêm kích Su-30 và trực thăng Mi được phối hợp nhịp nhàng, mở đầu bằng màn trình diễn của 6 chiếc trực thăng Mi mang theo cờ Việt Nam cất cánh từ sân bay Gia Lâm. Tiếp đó, hai đội tiêm kích Su-30 lần lượt xuất hiện, khiến người xem không khỏi phấn khích. Màn thả bẫy mồi của tiêm kích Su-30 là phần được người xem mong đợi nhất, nhưng phần trình diễn này chỉ diễn ra trong khoảnh khắc nên không ít người dân tiếc nuối vì chưa kịp chiêm ngưỡng. Ông Nghiêm Sĩ Thương nói, tôi cũng muốn chụp để mà chiêm ngưỡng về hình ảnh không quân của mình đã phát triển như thế nào và rất mong rằng là đất nước ngày càng lớn mạnh, quân đội phát triển để bảo vệ Tổ quốc. Anh Hoàng Hải ở huyện Gia Lâm, Hà Nội nói, hôm nay tôi xem trình diễn như thế này thì thấy rất chi là đẹp. Máy bay bay rất đẹp và người dân xem rất đông. Nếu ngày xưa bay trên mô hình thì tìm hiểu rất nhiều, nghĩa là các tính năng của nó, chúng tôi tìm hiểu rất nhiều và đã phần nào hiểu về nó. Nên khi có tin Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức triển lãm lần này, chúng tôi rất mong chờ, chờ từ lâu lắm rồi mới được xem thật tận mắt như này. Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội diễn ra trong 3 ngày. Triển lãm đã có sự tham gia của 170 đơn vị, công ty đến từ 30 quốc gia. Các mẫu vũ khí hiện đại tạo nên sức mạnh pháo binh Việt Nam. Triển lãm quốc phòng Việt Nam 2022 giới thiệu gần như toàn bộ các hệ thống pháo, tên lửa mặt đất hiện đại nhất của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong hàng trăm khí tài quân sự được công nghiệp quốc phòng Việt Nam cũng như các quân binh chủng toàn quân giới thiệu tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Binh chủng pháo binh trưng bày nhiều loại khí nhất với hầu hết trang bị có trong biên chế. Binh chủng pháo binh trưng bày tại triển lãm năm nay gồm lựu pháo 122mm D30, pháo dã chiến 130mm M46, lựu pháo 152mm D20, pháo tự hành 152mm 2S3, pháo phản lực phóng loạt BM21 Gret, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud, các mẫu pháo kéo. Theo giới thiệu của binh chủng pháo binh tại triển lãm, lựu pháo 122mm D30 có thể chuyển trạng thái hành quân sang chiến đấu chỉ trong 2,5 phút. Nó có tầm bắn hiệu quả 15,4 km hoặc 21,9 km với đạn tăng tầm. Tốc độ bắn cao nhất là 10 đến 12 phát một phút hoặc trung bình 5 đến 6 phát một phút. Còn lựu pháo dã chiến nòng dài 130mm M46, một trong những mẫu pháo gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của pháo binh Việt Nam. Cụ thể, M46 từng tham gia vào nhiều trận đánh lớn của binh chủng pháo binh và lập nhiều chiến công hiển hách từ chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam 1979 cho đến chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 1979. Dù không phải là lựu pháo dạng chiến có cỡ nòng lớn nhất, nhưng M46 lại là mẫu pháo có tầm bắn xa nhất của pháo binh Việt Nam khoảng 27,4 km với đạn thông thường là 38 km với đạn tăng tầm. Tốc độ bắn cao nhất của M46 là 8 phát một phút hoặc trung bình 5 đến 6 phát một phút. Về thiết kế tổng thể, M46 có trọng lượng lên tới 7,7 tấn, dài 11,73 m, rộng 2,45 m. Nó có kíp chiến đấu 8 binh sĩ và có thể chuyển trạng thái hàng quân sang chiến đấu chỉ trong 6 đến 8 phút. Giống như M46, D20 cũng là mẫu pháo làm nên tên tuổi chân đồng vai sắt đánh giỏi bắn trúng của pháo binh Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cũng như hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc. Việt Nam hiện là một trong 27 nước trên thế giới vẫn còn sử dụng mẫu lựu pháo 152mm và được biên chế cho cả lục quân lẫn hải quân. Về thông số kỹ thuật, D20 có trọng lượng chiến đấu 5,7 tấn, dài 8,69 m, rộng 2,35 m. Nó cũng có kíp chiến đấu 8 binh sĩ như M46, có thể chuyển trạng thái hành quân sang chiến đấu chỉ trong 6 phút. Một khẩu D20 có tầm bắn hiệu quả vào khoảng 18 km với đạn thông thường và lên đến 24 km với đạn tăng tầm. Tốc độ bắn tối đa của nó có thể đạt 5 đến 6 phát một phút hoặc trung bình 1 phát một phút. Pháo phản lực BM21. Ngoài các mẫu pháo kéo còn có pháo phản lực phóng loạt mạnh nhất của Việt Nam B-21 Gret. B-21 được Quân đội Nhân dân Việt Nam đưa vào trang bị từ năm 1978 và là một trong những vũ khí trọng yếu của binh chủng pháo binh với khả năng tấn công mục tiêu ở cự ly lớn và gây sát thương trên diện rộng. Cụ thể, một tổ hợp pháo phản lực BM-21 có thể tấn công phủ đầu mục tiêu từ khoảng 20 km cho đến tối đa 40 km tùy loại đạn.
Mỗi tổ hợp BM-21 được trang bị bệ phóng 40 nòng mang theo 40 quả đạn rocket cỡ 122mm và nó chỉ cần mất khoảng 20 giây để phóng đi toàn bộ số đạn này. Với các loại đạn rocket thông thường, phạm vi gây sát thương của một tổ hợp BM-21 có thể lên đến 1.000m2 và mỗi quả rocket đều mang theo một đầu đạn nặng 18,4kg, đủ sức xóa sổ mọi sinh vật sống xung quanh khu vực bị nó tấn công. Pháo tự hành 2S3. 2S3 Acacia là một trong số mẫu pháo tự hành của binh chủng pháo binh được Liên Xô chế tạo và đưa vào trang bị từ đầu những năm 1970. Pháo tự hành 152mm 2S3 được thiết kế để chế áp và tiêu diệt nhân lực của đối phương, phá hủy các khẩu đội pháo và súng cối, hệ thống tên lửa, xe tăng, hỏa lực, sở chỉ huy và vũ khí hạt nhân chiến thuật. 2S3 sử dụng loại đạn 152,4mm có tầm bắn tối đa lên tới 18,5km với đạn tăng tầm. Khả năng tác chiến của 2S3 sẽ được nâng lên 24km. Ngoài ra, phương tiện còn được trang bị một súng máy PKT sử dụng cỡ đạn 7,62mm với cơ số 1.500 viên để chống lại bộ binh đối phương. Trong suốt chiều dài hoạt động của 2S3, mẫu pháo này đã chứng minh được tính hiệu quả trong lúc tác chiến cũng như sự bền bỉ khi hoạt động tốt ở môi trường khắc nghiệt. Tàu xa, thần hộ mệnh trên biển. Tàu cá Hà Tĩnh HT-96706TS phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp về bờ với nội dung có 3 ngư dân bị ngạt khí ga trong hầm lạnh cần cấp cứu khẩn cấp. Trong tình huống khẩn cấp này, tàu SAR 412 chạy với vận tốc tối đa hơn 24 hải lý một giờ. Anh cứ cho nạn nhân chạy vào, còn tàu cứu nạn chạy ra để đón bọn anh và cấp cứu cho nạn nhân. Anh cố gắng chạy vào nha, thuyền trưởng tàu SAR nói. Sau 4 giờ, tàu SA 412 tiếp cận được tàu HT-96706TS. 3 nạn nhân trong tình trạng rất nguy kịch, hôn mê sâu, co quắp. Các bác sĩ và nhân viên cứu nạn nhanh chóng triển khai cấp cứu, đồng thời khẩn trương đưa nạn nhân về đất liền. Đến 18 giờ, tàu SA cập cảng Đà Nẵng, các nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào gấp bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Cả 3 nạn nhân đều giữ được tính mạng. Anh Nguyễn Văn Lợi, thuyền viên tàu HT-96706 nói, tàu cứu hộ đến kịp thời nên 3 anh em mới có khả năng sống sót được. Anh Nguyễn Văn Tân, thuyền viên tàu HT-96706 cho biết, nhờ sự cứu nạn của tàu và anh em ra kịp thời, không thì tính mạng chúng tôi đã bị nguy kịch. Ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam MRCC cho biết, tốc độ của tàu cứu nạn hiện nay là rất là cao. Loại tàu 41m thì hiện nay có tốc độ tối đa của nó khoảng 26 hải lý trên giờ, đi được cả khi có sóng cấp 8 hoặc là cấp 9 trở xuống và tổng thời gian hoạt động từ 300 đến 350 hải lý. Ngư dân, người đi biển sẽ không phải mất bất kỳ chi phí nào khi được cứu nạn bằng tàu xa. Tháng 2 năm 2018, hãng thông tấn TASS đưa tin Moscow và Jakarta đã cơ bản thống nhất một hợp đồng mà theo đó Nga nhất trí bán cho Indonesia 11 chiếc tiêm kích Su-35 hiện đại trị giá khoảng 1,1 tỷ đô la. Như vậy, đơn giá Su-35 và Indonesia mua rơi vào khoảng 100 triệu đô la, đắt hơn mức chi phí trong hợp đồng Nga bán 24 tiêm kích loại này trị giá 2 tỷ đô la cho Trung Quốc, tức 85 triệu đô la mỗi chiếc. Nếu như hợp đồng bán tiêm kích Su-35 của Trung Quốc được thực hiện suôn sẻ và nhanh chóng khi ký vào cuối năm 2015 và cho tới năm 2019 Nga đã hoàn tất việc bàn giao đủ 24 chiếc, thì hợp đồng với Indonesia lại gặp trục trặc lớn. Trước sức ép cấm vận của Mỹ và phương Tây, Indonesia đã buộc phải hủy hợp đồng mua Su-35 của Nga vào tháng 12 năm 2021, mặc dù trước đó Bộ Quốc phòng nước này liên tục tuyên bố không hủy, vẫn tiếp tục triển khai hợp đồng. Và Nga cũng cố gắng cứu vãn bằng việc chấp nhận điều khoản cho phép Indonesia thanh toán bằng hàng hóa. Rất nhanh chóng, sau khi hủy hợp đồng Su-35 với Nga vào tháng 2 năm nay, Indonesia quay xe mạnh tay chi số tiền khủng trị giá lên tới 22 tỷ đô la để mua tiêm kích mới theo hai hợp đồng. Hợp đồng đầu tiên trị giá 8,1 tỷ đô la mua 42 tiêm kích Dassault Rafale của Pháp và hợp đồng thứ hai trị giá 13,9 tỷ đô la mua 36 tiêm kích F-15FX của Mỹ. So ra, mỗi chiếc Dassault Rafale của Pháp có giá là 193 triệu đô la, còn F-15 của Mỹ là 386 triệu đô la, lần lượt gấp 2 và gấp 4 lần mức giá của Su-35 của Nga. Xét về tính năng chiến đấu, nếu một đấu một song phẳng không có sự hỗ trợ của bầy đàn máy bay trinh sát cảnh báo sớm và chỉ huy trên không, thì Su-35 của Nga được đánh giá là vượt trội hơn cả hai loại tiêm kích trên của Pháp và Mỹ. Trước khi Indonesia hủy bỏ hợp đồng mua 11 chiếc tiêm kích Su-35, thì đã có thông tin cho rằng
Nga đã bắt tay vào sản xuất những chiếc máy bay theo thỏa thuận. Tuy nhiên, không rõ tiến độ chế tạo được triển khai tới đâu. Chỉ biết nếu bất cứ ai đặt mua Su-35 thì Nga đã sẵn nong, sẵn né, tập trung nguồn lực vào thì sẽ nhanh chóng hoàn tất được hợp đồng. Với Quân đội Nhân dân Việt Nam, định hướng ưu tiên cho phòng không không quân tiến thẳng lên hiện đại là không phải bàn cãi. Và trong bối cảnh Su-22 sắp hết niên hạn sử dụng thì nhu cầu thay thế chúng lại càng trở nên cấp bách. Vì vậy, biết đâu việc Indonesia hủy bỏ hợp đồng mua 11 tiêm kích Su-35 lại là cơ hội tốt cho Việt Nam để tiếp nhận lô hàng này và đặt thêm một chiếc máy bay nữa thành tổng số 12 chiếc, vừa đủ trang bị cho một trung đoàn không quân. Nếu không quân Việt Nam sớm có Su-35 thì thật là tuyệt vời, chúng ta lại có thêm một lực lượng cực mạnh để bảo vệ bầu trời Tổ quốc, chi viện đắc lực cho biển đảo một khi có tình huống xấu xảy ra. Với radar cực mạnh, vũ khí hiện đại thiên về không chiến chiếm ưu thế trên không, các máy bay Su-35 của không quân Việt Nam với tầm trinh sát của radar lên tới 400 km có thể đảm nhiệm vai trò là máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không mini, bay che đầu bảo vệ cho các tiêm kích Su-30 MK2, Su-27 hay tiêm kích bom Su-22 cho tới chừng nào chúng về hưu. Bay thấp bám biển, đột kích bất ngờ vào đội hình tàu đối phương hoặc bắn hạ bất cứ máy bay nào đe dọa máy bay và tàu chiến của quân nhà. Tất nhiên, khi cần Su-35 hoàn toàn có thể tự mình tấn công các mục tiêu trên mặt đất hoặc phóng tên lửa diệt hạm, vì chúng vốn là tiêm kích đa năng. Tôi tin rằng với trình độ và bản lĩnh của các phi công chiến đấu không quân Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể nhanh chóng làm chủ và phát huy tối đa tính năng kỹ chiến thuật của tiêm kích Su-35 hiện đại, cho dù chúng chỉ có một người lái. Hơn thế nữa, Bộ Quốc phòng Nga, tập đoàn Sukhoi luôn sẵn sàng cử những phi công giỏi nhất, kể cả Sergei Voran, phi công thử nghiệm số 1 anh hùng Liên bang Nga, sang tận nơi để đào tạo, nâng cao cho phi công Việt Nam. Vì sao quân đội Việt Nam ồ ạt mua xe vận tải quân sự Trung Quốc? Thưa quý vị và các bạn, trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, lực lượng vận tải quân sự đã đóng góp rất lớn trong việc đảm bảo hậu cần, chi viện người và vũ khí, đạn dược cho các chiến trường, để quân đội nhân dân Việt Nam liên tiếp làm nên những chiến thắng lịch sử chấn động địa cầu. Thời kỳ cao điểm trong biên chế quân đội ta đã có tới 2 sư đoàn ô tô vận tải với hàng chục nghìn xe cho biên chế, điều mà hiếm quốc gia nào trên thế giới có tổ chức biên chế lực lượng vận tải quân sự lớn tới mức như vậy. Tất cả các loại xe của Liên Xô, tiệp khắc Đông Đức cho tới Trung Quốc đều được bộ đội vận tải sử dụng hiệu quả để chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến thần thánh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong vài năm gần đây, chúng ta có thể thấy lực lượng vận tải quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam bắt đầu có những sự thay đổi lớn khi liên tiếp được trang bị nhiều dòng xe quân sự thế hệ mới có sức cơ động cao, khả năng chuyên chở lớn để thay thế cho những dòng xe vận tải đã cũ. Mặc dù đâu đó thi thoảng chúng ta vẫn thấy có đoàn xe quân sự của bộ đội ta hành quân trên đường với những chiếc G-130, G-157. Các dòng xe vốn đã được đưa vào sử dụng từ hàng chục năm trước, thậm chí tuổi thọ của một chiếc còn lớn hơn cả tuổi đời của những chiến sĩ lái. Nhưng dần dần tình hình đã khác. Thật vậy, trong các lần diễn tập hay huấn luyện chiến đấu ở hầu hết các quân binh chủng gần đây, chúng ta có thể thấy có sự xuất hiện ngày càng nhiều của những dòng xe vận tải hiện đại thế hệ mới có xuất xứ từ các quốc gia phát triển hàng đầu trên thế giới. Nhưng bất ngờ nhất là việc hàng loạt xe vận tải có xuất xứ từ Trung Quốc cũng góp mặt trong biên chế nhiều đơn vị quân đội nhân dân. Cụ thể đó là dòng xe tải FAW, dòng xe giải phóng ZI-4A do nhà máy ô tô số 1 First Automobile Works, một nhà máy có truyền thống của Trung Quốc tại tỉnh Cát Lâm sản xuất. Tại sao quân đội Việt Nam mua hàng loạt xe vận tải Trung Quốc? Thực ra không có gì ngạc nhiên khi chúng ta mua hàng loạt xe vận tải quân sự FAW của Trung Quốc. Bởi lẽ, mặc dù Việt Nam và Trung Quốc còn một số bất đồng về biên giới hải đảo, nhưng về cơ bản mối quan hệ giữa hai nước đang ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Nên việc chấp nhận mua và bạn đồng ý bán một số trang bị không trực tiếp chiến đấu thì sẽ giúp hai bên hiểu nhau hơn, bày tỏ thiện chí giảm bớt căng thẳng có thể dẫn tới đối đầu không cần thiết. Thứ nhất, đáp ứng nhu cầu thay mới cho các dòng xe cũ như G-130, G-131 và một số loại xe khác có công nghệ cũ, tiêu hao nhiên liệu như uống nước lã và vốn đã đưa vào sử dụng từ lâu nay, đã hết niên hạn sử dụng cần phải loại biên. Thứ hai, xe
AW, hay còn gọi là xe giải phóng, được đánh giá là khá tin cậy bởi nó được sản xuất tại nhà máy ô tô số 1 First Automobile Group, với đơn vị có truyền thống của Trung Quốc trong kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quân đội ta đã sử dụng khá nhiều xe giải phóng được Trung Quốc viện trợ. Chúng ta đã thể hiện được những phẩm chất tương đối tốt. Ngày nay, FAW được coi là một trong những đơn vị cung cấp xe vận tải quân sự hàng đầu cho quân đội Trung Quốc. Nước bạn tin dùng sản phẩm của FAW thì chúng ta cũng không mấy phải nghi ngờ về chất lượng của nó. Thứ ba, dòng FAW G4A mà quân đội Việt Nam mua hàng loạt của Trung Quốc có giá siêu rẻ, rất phù hợp với khả năng ngân sách vốn eo hẹp của chúng ta. So sánh với các dòng xe cùng công năng, trọng tải, tuổi thọ với xe Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu thì sản phẩm của Trung Quốc chỉ có giá bằng khoảng một nửa, thậm chí là 1/3. Xe FAW G4A là một loại cầu chủ động được đa số cánh giặc lái gọi đùa là cóc xanh, sử dụng động cơ tăng áp, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 2, mã lực cao, ly hợp lớn, hộp số lớn, cầu xăng tỷ số tốc độ cao là những đặc điểm nổi trội của dòng xe này. Bên cạnh đó, mặc dù công nghệ hơi cũ không thể so sánh được với cấu hình của các dòng xe đời mới, nhưng FAW G4A được đánh giá là hoạt động tương đối ổn định, bảo trì đơn giản, phụ tùng rất sẵn, có trên thị trường với chi phí vận hành thấp. Ai đó nói mỗi xe vận tải quân sự mà quân đội Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc bị gắn nhiều chip định vị và nghe lén là thiếu hiểu biết. Bởi lẽ, phía bạn chẳng dỗi hơi đến mức phải làm việc đó để hủy hoại mối quan hệ đang ngày càng ấm lên giữa hai nước. Và những xe này Việt Nam chỉ sử dụng cho những nhiệm vụ đơn giản trong thời bình, chủ yếu là chạy đường băng. Tất nhiên, khi có tình huống xảy ra, chúng có thể sẽ được cho nghỉ ngơi tại những tọa độ mà ta thích. Thế nên có gắn chip hay máy nghe lén thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hơn nữa, khi nhập về đến cảng, chắc chắn chúng đã được rà soát rất kỹ bằng các phương tiện kỹ thuật cao, đảm bảo không có bất cứ điều gì bất thường. Người dân xếp hàng trải nghiệm bắn súng tại triển lãm quốc phòng. Thưa quý vị, chiều nay, triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 đón hàng chục nghìn người dân khách vào tham quan. Các gian hàng trải nghiệm bắn súng, lái pháo phòng không chật kín người xếp hàng chờ tới lượt. 14 giờ chiều nay, triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 đã chính thức đón nhân dân và du khách vào tham quan trải nghiệm. Theo ghi nhận, trong chiều nay đã có hàng chục nghìn lượt người dân khách tham quan và xem triển lãm chỉ trong hơn 2 tiếng mở cửa. Người dân vào cổng bằng cách dùng mã QR đã đăng ký tham quan qua trang web chính trước đó hoặc đăng ký trực tiếp tại quầy đón tiếp tại cổng. Triển lãm chỉ cho phép người trên 18 tuổi vào tham quan. Gian hàng trưng bày khí tài của đơn vị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam VDI chật kín khách xem triển lãm. Một phụ nữ trải nghiệm bắn súng trong gian hàng mô phỏng huấn luyện kỹ thuật bắn súng và chiến thuật tổ đội chiến đấu của Viettel Hitech. Đây là gian hàng trải nghiệm được nhiều người quan tâm và chờ đợi tới lượt nhất tại triển lãm. Để được vác súng trên vai và bắn trải nghiệm 3 lượt đạn, khách tham quan phải xếp hàng chờ ít nhất 20 phút. Anh Vũ Nguyễn Tuấn Anh ở Cầu Giấy thích thú vác trên tay khẩu súng bắn tỉa trưng bày tại gian hàng đến từ Anh. Nhóm các bác cao tuổi mải mê ngắm nhìn tiêm kích Su-35 hiện đại đến từ Nga. Gian hàng trải nghiệm cầm thử trên tay, tháo lắp khay đạn súng lục chật kín khách tham quan. Cánh đàn ông mân mê khẩu bắn tỉa mà từ trước tới nay chỉ có thể ngắm nhìn trên Internet. Đây giống như giấc mơ có thật với những người đàn ông đam mê khí tài quân sự ở Việt Nam. Một bác cao tuổi ngắm nhìn khá lâu trước tàu mô hình của Cảnh sát biển Việt Nam trưng bày tại triển lãm. MC Trang Nguyên của gian hàng Hera hào hứng giới thiệu thiết bị bay điều khiển từ xa có trần bay 34m với nhiều tính năng hiện đại trị giá hơn 1 tỷ đồng. Các gian hàng công nghệ khá vắng khách, tuy nhiên các gian hàng trưng bày khí tài, súng và mô hình máy bay chiến đấu chật cứng người xem. Phía ngoài sân, một nhóm các chị em phụ nữ thích thú ghi hình kỷ niệm khi được lên khoang của chiếc máy bay Casa trưng bày bên ngoài sân triển lãm. Cánh chị em được hướng dẫn điều khiển pháo phòng không. Chiếc xe tăng T-90S với tổ lái 3 người, động cơ 1.000 mã lực, trang bị pháo 125mm, súng máy PKTM 7,62mm, súng phòng không 12,7mm được cánh đàn ông quây kín, mải mê ngắm nhìn. Hai du khách người nước ngoài selfie trước dàn tên lửa phòng không F-125-2TM của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đến 15 giờ 30 phút chiều, do lượng người dân và khách tham quan vào triển lãm quá đông, ban tổ chức đã phải tạm dừng đón khách.
chia thành nhiều đoàn nhỏ vào lần lượt để tránh quá tải và ùn tắc bên trong. Tối nay, tại khu vực triển lãm sân bay Gia Lâm sẽ có bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng thành công của triển lãm. Trong video trước, chúng tôi đã cho đăng tải thông tin nói về triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Sự kiện này sẽ có 30 quốc gia với 170 tổ chức tham dự trưng bày các loại vũ khí, khí tài khác nhau. Đặc biệt, trong số đó có nhiều đơn vị tới từ các nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Pháp, cùng với đó là các quốc gia ASEAN khác. Tuy nhiên, Trung Quốc, một nước láng giềng thân cận của Việt Nam, lại không cử đoàn tham dự, cũng không đăng ký đem vũ khí đi triển lãm để quảng bá bán sản phẩm cho các khách hàng. Lý do vì sao Trung Quốc không tham dự thì chúng tôi cũng đã phân tích kỹ lưỡng trong video trước rồi. Còn trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin thông tin cho các bạn 3 loại vũ khí bí ẩn mà quân đội Việt Nam có thể lần đầu tiên trình làng cho công chúng trong nước và thế giới tại triển lãm lần này. Đầu tiên đó là tổ hợp tên lửa bờ đối hạm mà Việt Nam tự nghiên cứu, phát triển. Thông tin về tổ hợp tên lửa bờ đối hạm mà Việt Nam tự nghiên cứu sản xuất đã xuất hiện từ lâu. Còn nhớ vào năm 2019, lần đầu tiên chúng ta đã thấy được một hình ảnh chi tiết về thiết kế tổ hợp tên lửa bờ với phương tiện mang và hệ thống tên lửa. Gần đây hơn nữa, một loạt các hình ảnh đã được một cá nhân nào đó chia sẻ về các tổ hợp tên lửa bờ nguyên mẫu được để trong sân bãi của đơn vị sản xuất. Bên cạnh đó là nhiều loại vũ khí khác nhau, nhưng sau đó bức ảnh này đã được xóa bỏ và các kênh YouTube, TikTok, Facebook đăng tải cũng nhận được yêu cầu xóa đi, trong đó có video của tin mới. Tuy nhiên, lần đầu tiên chúng ta đã được thấy mô hình thu nhỏ của tổ hợp tên lửa bờ đối hạm xuất hiện trong một sự kiện quân sự quốc tế, đó là tại triển lãm của giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN được tổ chức vào ngày 7 tháng 11 tại trường bắn Miếu Môn. Bên lề giải đấu, Việt Nam đã giới thiệu với bạn bè trong khu vực Đông Nam Á một số loại vũ khí khí tài do Việt Nam tự nghiên cứu chế tạo. Lần đầu tiên bạn bè thế giới đã được chiêm ngưỡng tổ hợp tên lửa bờ do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự nghiên cứu phát triển. Nhờ sự kiện này, chúng ta đã có được hình ảnh rõ nét của tổ hợp tên lửa bờ VCM-01. Qua quan sát, có thể thấy được một bệ phóng gồm 4 ống phóng tên lửa VCM-01 được đặt trên khung gầm xe tải 6x6 bánh, phía trước thùng xe có một cabin. Có thể đây là nơi dùng để nạp tham số và thực hiện các thao tác phóng. Bố cục bệ phóng gồm 4 đạn tên lửa này khá giống với BKT-184, với 4 tên lửa KH-35 Uran-E mà quân đội ta thường được trang bị trên các tàu chiến như Monica và Jopat 3.9. Tuy nhiên, đây chắc chắn là tên lửa VCM-01 do Việt Nam tự nghiên cứu và phát triển, chứ không phải tên lửa KH-35 Uran-E của Nga. Những tín hiệu này cho thấy Việt Nam đã không còn xem hệ thống tên lửa bờ đối hạm và vũ khí bí mật nữa. Rất có thể trong cuộc triển lãm quốc phòng mới đây, nó sẽ được đưa ra trưng bày. Tất nhiên, khi đã không còn trong vòng bí mật thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi, chỉ có tiến tới sản xuất hàng loạt và niêm cất trong kho mà thôi. Vũ khí bí ẩn thứ hai mà chúng tôi muốn nhắc tới đó là xe thiết giáp chở quân XCT-02. Chắc hẳn các bạn yêu quân sự cũng đã được nghe nhiều về dự án sản xuất xe thiết giáp chở quân của Việt Nam từ lâu rồi đúng không? Chúng ta cũng đã được thấy kha khá các hình ảnh về hình dáng thiết kế của nó, nhưng chưa bao giờ thấy được một hình ảnh nào sắc nét và rõ chi tiết cả. Tuy nhiên, tại triển lãm trong khuôn khổ giải bắn súng quân dụng các nước ASEAN, Việt Nam đã giới thiệu tới bạn bè quốc tế xe thiết giáp chở quân với tên gọi XCT-02. Lần đầu tiên, một hình ảnh rõ nét nhất về chiếc xe đã được public trên các diễn đàn quân sự Việt Nam. Nhìn qua về hình ảnh, chúng ta có thể thấy hình dáng xe hơi hướng giống với các loại xe thiết giáp chở quân của phương Tây, chứ không phải là theo phong cách xe thiết giáp của Nga. Xe sử dụng 4x4 bánh và có 4 vị trí cửa mở ra vào, cửa hai bên hông, cửa phía sau xe và cửa nóc. Trên xe có các lỗ châu mai và khi đếm số lượng thì có thể đoán xe có thể chở được một tiểu đội bộ binh. Trên nóc xe lắp đặt một bệ súng máy 12 ly điều khiển từ xa. Bệ súng máy này chắc chắn là do Việt Nam tự nghiên cứu và phát triển, bởi vì trước đó rất nhiều năm đã có những hình ảnh Việt Nam tự động hóa hệ thống súng máy 12,7 ly và mục đích không gì khác là để lắp đặt trên các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển và các loại xe chiến đấu. Ngoài bệ súng máy 12,7 ly điều khiển từ xa thì trên nóc xe còn có các hệ thống đạn khói dùng để phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa, sử dụng đầu dò, laser và quang ảnh.
Về tổng thể, theo chúng tôi đánh giá, xe thiết giáp nhìn khá bắt mắt và không tụt hậu về thiết kế so với các loại xe thiết giáp chở quân của các nước trong khu vực và thế giới. Ngoài ra, thiết giáp chở quân XCT-02 phía xa xa chúng ta cũng có thể nhìn thấy xe chiến đấu bộ binh XCV-01 mới nhất mà Việt Nam tự nghiên cứu sản xuất. Nhìn tổng thể, chúng ta có thể thấy hình dáng của xe là khá tương đồng với xe chiến đấu bộ binh BMP-1, BMP-2 của Nga. Rất có thể Việt Nam đã mổ xẻ các phương tiện này và cho ra đời một nguyên mẫu tương tự với những cải tiến sâu hơn. Trong bức ảnh này, ta có thể thấy xe đã được mở hai cửa hậu và cho thấy bên trong khoang chở quân, nhưng rất tiếc hình ảnh không được rõ nét cho nên không thể phân tích thêm gì. Về hỏa lực chính thì chúng ta chưa có thông tin cụ thể, nhưng rất có thể Việt Nam sẽ sử dụng pháo nòng trơn 2A28 Grom cỡ 73mm bắn các đạn giống như súng chống tăng không giáp SPG-9 Copy. Với bộ binh đi bộ mang vác SPG-9 hay là các loại súng chống tăng không giật DKZ nói chung, là hỏa lực cấp tiểu đoàn và trung đoàn bộ binh, loại súng không giật SPG-9 này Việt Nam đã sản xuất hàng loạt từ lâu và biên chế cho bộ binh tác chiến huấn luyện rất nhiều. Nếu sử dụng các loại súng này thì Việt Nam có thể chủ động sử dụng thay thế nòng và đạn, tiết kiệm được rất nhiều chi phí so với việc phát triển các loại mới. SPG-9 có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau cho những mục tiêu cụ thể. Với loại đạn PG-9V mang đầu đạn 322g thúc nổ RDX, sử dụng ngòi nổ VP9 có sơ tốc đầu đạn 435m/s, tầm bắn hiệu quả 800m, sức xuyên giáp 300mm RAP RHA. Loại đạn PG-9VS có tầm bắn hậu quả xa hơn đạt 1300m, sức xuyên giáp mạnh hơn đạt 400mm. Đạn PG-9VNT mang đầu đạn đúc TASAM để chống lại giáp phản ứng nổ RA. Stock đầu đạn giảm xuống 400m/s, tầm bắn hiệu quả giảm xuống 700m, sức xuyên giáp đạt 400mm sau giáp RA. Đạn PG-9N mang đầu đạn chứa 340g thuốc nổ Okapol, stock đầu đạn và tầm bắn tương đương PG-9V, song sức xuyên giáp tăng lên 400mm giáp RHA. Bên cạnh các đạn cũ PG-9, pháo 2A28 còn sử dụng đạn PG-15V nặng 3,47kg. Đây là đạn có trợ lực tên lửa phù hợp với đặc thù của pháo trên xe. Ban đầu, tốc đầu đạn đạt 400m/s, nhưng sau khi đạn rời nòng pháo 10-20m thì động cơ tên lửa sẽ khởi động và tăng tốc đạt đến 700m/s, tầm bắn vượt xa đáng kể. Về vũ khí chống tăng, mặc dù chưa có hình ảnh cụ thể, nhưng chúng ta cùng hy vọng sau trận đấu sẽ được lắp đặt tổ hợp tên lửa chống tăng bán tự động B-72 cải tiến. Tên lửa này hiện đã tăng sức xuyên lên 800mm giáp thép đồng nhất sau giáp phản ứng nổ. Nó tương đương với các tên lửa ngày nay và đủ sức hạ gục các loại xe tăng hiện đại. Trong ảnh, chúng ta cũng có thể thấy xe chiến đấu này cũng đã được lắp đặt bộ nòng phóng đạn khói ở phía bên phải, tương đương bên trái tháp pháo cũng sẽ được lắp 4 ống phóng tương tự. Đây là cải tiến lớn hơn so với xe chiến đấu bộ binh BMP-1 cũ mà quân đội ta đang sử dụng. Các bạn thân mến, với một quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng trung bình như Việt Nam, chúng ta đang cố gắng nghiên cứu, phát triển, nắm bắt các thiết kế vũ khí, khí tài hiện đại trên thế giới. Mục đích không gì khác, đó là tăng cường hơn nữa sự tự chủ và tránh hết sức việc phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài. Bước đầu, chúng ta đang dần tự chủ sản xuất các loại vũ khí nội địa, nhưng thông số kỹ thuật như thế nào chắc chắn phải chờ quân đội ta công bố mới rõ ràng được. Nhưng tự hào lắm, Việt Nam chúng ta không chỉ biết mua mà còn tự chủ sản xuất cả tên lửa, radar, xe chiến đấu, xe thiết giáp, súng trường tấn công, tàu chiến, tên lửa các loại. Tất nhiên, không phải quốc gia nào cũng có thể làm được như vậy. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 đang diễn ra. Lúc đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ mà thôi. Hiện tại thì phóng viên Đào Ngát đang có mặt tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022. Đây là một sự kiện vô cùng đặc biệt và được nhân dân cả nước rất quan tâm trong những ngày vừa qua. Và đây là một triển lãm quốc phòng quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của hơn 50 đơn vị đến từ 28 quốc gia.
Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cũng như là dự lễ khai mạc của Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022. Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2022 tại sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Triển lãm có mục đích là tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế đối ngoại với quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, quảng bá tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước, tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty doanh nghiệp trong nước quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là hoạt động vô cùng quan trọng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế về công nghệ quốc phòng, đa dạng hóa các kênh hợp tác mua sắm, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ để sản xuất, trang bị kỹ thuật, trang bị hậu cần, đáp ứng được yêu cầu của các lực lượng vũ trang và tìm hiểu xu hướng phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật trên thế giới để từ đó sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị cho quân đội và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng chiêm ngưỡng một số sản phẩm và một số gian hàng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và một số công ty của Việt Nam sản xuất về những thiết bị quốc phòng. Thiếu tá Đinh Đức Mạnh sẽ cho quý vị khán giả biết hiện nay những loại sản phẩm của Việt Nam đang được chúng ta trưng bày tại triển lãm. Đây là một trong những sản phẩm được khoa nghiên cứu thiết kế chế tạo hoàn toàn bởi các nhà nghiên cứu thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự Bộ Quốc phòng. Đây là một nhóm thiết bị dùng để hỗ trợ huấn luyện bắn súng bộ binh, dùng cho một số loại súng như là súng KA-54. Công dụng chính của bộ thiết bị này đó là dùng để kiểm tra đường ngắm của người tập dựa trên công nghệ laser. Ngoài ra, thiết bị này còn có một số ưu điểm khác cần phải kể đến. Ví dụ như có thể mô phỏng được đầy đủ các quá trình hoạt động bao gồm trình tự sử dụng, thao tác của người tập như thế nào, rất là sát với một khẩu súng ở trên thực tế. Hơn nữa là thiết bị cũng có khả năng mô tả được đầy đủ một số hiệu ứng quan trọng của phát bắn như lực giật và tiếng nổ, và nó cũng rất là sát với khi chúng ta bắn đạn thật. Qua những tính năng, ưu điểm của sản phẩm mà tôi vừa nêu trên sẽ giúp cho người tập nâng cao được tâm lý tốt hơn, do được làm quen với thiết bị gần với quá trình bắn đạn thật nhất, rèn luyện được yếu lĩnh, động tác, qua đó góp phần nâng cao được chất lượng huấn luyện bắn súng bộ binh nói chung. Tại Trung tâm Triển lãm 174 công ty tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Mỹ, châu Âu đã tham gia trưng bày. Một đại diện Airbus System Land cho biết chúng tôi mang tới triển lãm hệ thống tên lửa Extra. Đây là hệ thống tên lửa chính xác điều khiển được từ xa, có tầm bắn 150 km, đã được thử nghiệm và ứng dụng tại nhiều nước. Tuy đã được phát triển nhiều năm trước, nhưng đây là loại tân tiến nhất trong dòng tên lửa này. Đầu tiên, chúng tôi phải cảm ơn ban tổ chức về sự chuyên nghiệp với kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực này. Tôi thực sự ấn tượng với Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam, dù đây là lần đầu các bạn tổ chức một sự kiện như vậy. Năm nay, chúng tôi tập trung vào các hệ thống vũ khí tiên tiến, đầu đạn và tên lửa chính xác. Các sản phẩm của Việt Nam trưng bày, giới thiệu tại triển lãm bao gồm các sản phẩm do các cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghệ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân, Quân chủng Hải quân, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và các công ty thương mại dịch vụ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Cục Công nghiệp An ninh, Nghiên cứu và Chế tạo. Tại buổi triển lãm đã có rất nhiều những khí tài hiện đại nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được trưng bày tại đây, chẳng hạn như là một tên lửa đối đất R-17E có chiều dài là 11,25m và đường kính thân là 0,88m. Và có trọng lượng phóng là 5,9 tấn, với tầm bắn xa nhất là 300 km, với cái diện tích sát thương là từ 4 đến 6 hecta. Đây được coi là một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất được nhập kho và đã được nhập vào biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vâng, đây cũng là một trong những tổ hợp tên lửa phòng không rất là đặc biệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đó là tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM của Việt Nam. Tổ hợp này có thể chiến đấu độc lập hay trong thành phần cụm phòng không. Vận tốc cực đại của mục tiêu khi bắn có thể lên tới là 900m/giây. Độ cao cực đại của mục tiêu trên không bắn khoảng 25km.
việc tổ hợp tên lửa phòng không F-125-2TM này dùng để tiêu diệt các phương tiện tập kích đường không của địch trong điều kiện có nhiễu cũng như là điều kiện phức tạp, có thể chiến đấu độc lập hoặc là chiến đấu trong cụm tên lửa phòng không và được tích hợp với các đài radar trinh sát chỉ thị mục tiêu từ xa. Về tính năng kỹ chiến thuật cơ bản, có thể tiêu diệt được mục tiêu đối với tốc độ tối đa có thể lên đến 900m/giây và độ cao là 25km, khoảng cách để tiêu diệt mục tiêu là 35km. Vâng, tiếp theo thì tôi sẽ review cho quý vị và các bạn một trong những vũ khí hiện đại được công nghiệp quốc phòng Việt Nam giới thiệu tại triển lãm quốc phòng. Đó là bộ đôi xe tăng chiến đấu chủ lục T-90S và T-90SK. Bộ đôi xe tăng này thì được trang bị 4 lớp bảo vệ cả chủ động và bị động, biến T-90S thành chiếc xe tăng chiến đấu được bảo vệ tốt nhất trên thế giới hiện nay. Xe tăng T-90S là xe tăng hiện đại nhất của quân đội nhân dân Việt Nam, được thể hiện ở hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao, khả năng phòng vệ tốt và hệ thống thông tin liên lạc hiện đại. Sau đây tôi xin giới thiệu về hỏa lực của xe tăng T-90. Xe tăng T-90 được trang bị vũ khí và pháo nòng trơn 125mm, cơ số đạn là 42 viên, pháo có thể bắn được đạn nổ, đạn xuyên nóc, đạn xuyên vận tốc và đặc biệt là bắn tên lửa qua nòng pháo. Vũ khí thứ hai là súng máy BKT, cơ số đạn là 2.000 viên. Vũ khí thứ ba là súng máy phòng không 12,7mm điều khiển và ngắm bắn ở trong xe, hiện đại hơn so với thế hệ xe cũ là ngắm bắn và điều khiển ở bên ngoài. Xe được trang bị hệ thống nạp đạn tự động giúp cho tốc độ nạp đạn nhanh và giảm một thành viên so với thế hệ xe cũ. Xe tăng T-90 có hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, gồm có một hệ thống ổn định, hệ thống điều khiển tên lửa, máy tính toán đường đạn, thiết bị đo xa laser và cảm biến các điều kiện bắn. Các thông số của thiết bị đo xa laser và cảm biến các điều kiện bắn sẽ đưa về máy tính toán đường đạn, giúp cho pháo thủ bắn nhanh và chính xác. Thứ hai tôi xin giới thiệu là về khả năng cơ động của xe tăng T-90. Xe tăng T-90 được trang bị động cơ B-92C2 tăng áp, sử dụng đa nhiên liệu, công suất đạt 1.000 mã lực. Xe có thể cơ động trên các loại địa hình. Thứ ba là khả năng phòng vệ của xe tăng T-90 được trang bị hệ thống phòng vệ nhiều lớp chủ động và thụ động. Hệ thống phòng vệ chủ động gồm 2 đèn chế quang điện SROTA, 3 cảm biến laser và 12 ống phóng lựu đạn khói bố trí ở hai bên tháp pháo. Hệ thống phòng vệ chủ động có tác dụng là bảo vệ xe tăng khỏi tên lửa điều khiển với hệ thống bắn và điều khiển bán tự động. Thứ hai là bảo vệ xe tăng khỏi khả năng chỉ thị mục tiêu. Thứ ba là bảo vệ tạo màn khói và làm nhiễu và mất tín hiệu điều khiển tên lửa của đối phương cũng như là đo xa laser. Về hệ thống phòng vệ bị động, xe tăng được cấu tạo vỏ thép nhiều lớp và các mô rung giáp phản ứng nổ bố trí ở hai bên thành của xe, phía trước và phía trên tháp pháo. Khi đạn pháo của đối phương bắn vào sẽ có các giáp phản ứng sẽ kích nổ, làm giảm sát thương cũng như là kích nổ đầu đạn pháo trước khi tiếp xúc vào thân giáp chính. Xe tăng T-90 được trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, gồm có đài vô tuyến điện sóng cực ngắn, có hai khối thu phát độc lập, có thể làm việc ở các chế độ như là chế độ thoại rõ tần số quyết định, thoại mật chế độ nhảy tần và chế độ thích nghi. Cự ly liên lạc của đài là đạt được 20km. Tại buổi khai mạc triển lãm, những tiêm kích Su-30 MK2 của Không quân Nhân dân Việt Nam đã có màn trình diễn mãn nhãn, thể hiện sức mạnh quân sự đặc biệt của quân đội nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị, 24 giờ không nghỉ, 15 máy bay PLA và 3 tàu chiến được điều động để làm náo loạn khu vực xung quanh eo biển Đài Loan. Từ 6 giờ sáng hôm qua đến 6 giờ sáng hôm nay, trong tổng cộng 24 giờ, có tổng cộng 15 máy bay PLA và 3 tàu chiến tiếp tục hoạt động quanh eo biển Đài Loan và 7 máy bay PLA đã tiến vào khu vực eo biển và đường nối dài của nó đi vào vùng nhận dạng phòng không Đài Loan. Quân đội quốc gia sử dụng máy bay, tàu và hệ thống tên lửa gắn trên bờ để giám sát và ứng phó chặt chẽ. Theo thông tin giám sát của Bộ Quốc phòng, 7 phi vụ của Quân đội Giải phóng Nhân dân vượt qua tuyến trung tâm của eo biển, bao gồm một máy bay khô đường dài Jun-8, một máy bay trinh sát không người lái BZK-007, một máy bay chống ngầm Jun-8 và 4 máy bay chiến đấu J-10 đều bay từ vùng biển rộng ở ngã ba tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông của Trung Quốc vào sâu vùng trời phía tây nam của vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, khu vực và sau đó bay trở lại. Một số máy bay chiến đấu J-10
khác đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan từ vùng trời phía đông bắc đảo Đông Sa. 7 loại máy bay PLA đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan qua đường trung tâm của eo biển và đường mở rộng của nó. Như chúng ta đã biết, tình trạng hàng giả, hàng lậu và hàng loạt bài báo tin tức về tác hại của sản phẩm Trung Quốc kém chất lượng đã khiến nhiều người tiêu dùng ở Việt Nam có không mấy thiện cảm với những mặt hàng cục mark made in China. Thế nhưng ngày hôm nay, tin mới sẽ mang đến cho các bạn một đỉnh cao mới của sản phẩm copy paste top hàng nhái, chiến đấu làm nên tiềm lực quân sự hàng đầu thế giới của Trung Quốc. Đúng vậy, được mệnh danh là ông vua hàng nhái, Trung Quốc đặc biệt giỏi trong việc sao chép mọi sản phẩm với giá thành rẻ hơn rất nhiều so với bản gốc. Và quân sự cũng không phải là chủ đề ngoại lệ. Để đuổi kịp với Nga và Mỹ, quốc gia này đã tiến hành nhiều hoạt động gián điệp ở nước ngoài. Giới chuyên gia quân sự cho rằng có ít nhất 5 hệ thống vũ khí trụ cột của Trung Quốc được sản xuất. Nhờ việc đánh cắp ý tưởng của các cường quốc và không dài dòng thêm nữa, chúng ta cùng tìm hiểu xem Trung Quốc đã thành công trong việc sao chép máy bay quân sự hàng đầu thế giới như thế nào nhé. Mở màn cho bảng xếp hạng ngày hôm nay là tiêm kích J-11 và bản gốc Su-27 của Moscow. Máy bay J-11 hiện là một trong số những chiến đấu cơ chủ lực của không quân Trung Quốc. Tuy nhiên, loại phi cơ này bị Nga tố là sao chép trái phép từ Su-27 của họ. Theo tờ Nikkei Aristan Review, Trung Quốc lâu nay áp dụng kỹ thuật đảo ngược đối với vũ khí Nga, tức là tự nghiên cứu, thiết kế rồi tái sản xuất. Vụ việc này cùng sự cố tương tự trong hợp đồng bán tên lửa S-300 khiến Nga ngày càng thận trọng hơn trong việc chuyển giao công nghệ quân sự cho Trung Quốc. Cụ thể, vào cuối năm 1980, Liên Xô rơi vào khủng hoảng nặng nề. Trước cơ hội đó, Trung Quốc lăm le hỏi mua lại dây chuyền sản xuất tiêm kích Sukhoi Su-27. Ban đầu, Liên Xô chỉ muốn bán mẫu thiết kế cho Bắc Kinh. Nhưng vì đồng tiền đi trước nên buộc họ phải ngậm ngùi chuyển giao toàn bộ dây chuyền này. Trung Quốc nhanh chóng lắp đặt dây chuyền sản xuất Su-27 của mình, sau đó cải thiện thiết kế nguyên bản và cho ra đời tiêm kích J-11. Đến đây thì đã có gần 300 chiếc được sản xuất. Sau đây là thông số cơ bản của J-11. Chiếc máy bay này được trang bị pháo loại 30mm và 10 giá treo vũ khí bên ngoài. Ngoài ra, vận tốc của nó lên tới 2.500 km/h và có trần bay tối đa khoảng 19.000m, cao hơn bản gốc 500m. Với radar điều khiển hỏa lực, hệ thống quang điện cùng khả năng mang theo bom chùm J-11 thật sự là một đối thủ đáng gờm với nguyên bản chính của nó. Tin mới đã từng nghe Jack Ma tuyên bố hàng nhái Trung Quốc tốt hơn hàng thật. Còn các bạn thì nghĩ sao về chiếc J-11 này? Tiếp theo là hình ảnh của tiêm kích tàng hình J-31 được sao chép từ F-35 của Mỹ. Và trước khi mạng lưới gián điệp công nghiệp của Trung Quốc bị phát hiện, nhiều chuyên gia phân tích Mỹ đã nghi ngờ nước này đánh cắp thông tin về dự án siêu tiêm kích F-35. Nghi vấn đó càng rõ hơn khi Bắc Kinh cho ra mắt tiêm kích tàng hình J-31. Chúng ta hãy cùng thử so sánh bản gốc với bản sao nhé. Đặt cạnh chiếc F-35, thông số của hai loại máy bay này khá tương đồng. J-31 có chiều dài khoảng 16m, sải cánh 11m, chiều cao 5,3m. Trong khi đó, kích thước của F-35 là 15,47 x 10 x 5. Tiếp theo, trọng lượng rỗng và trọng lượng cất cánh tối đa của J-31 lần lượt là 15 và 25 tấn. Trong khi đó, F-35 là 14,5 và 27,2 tấn. Như vậy thì máy bay Mỹ mang được lượng nhiên liệu cũng như là vũ khí lớn hơn. Về hình dáng, khí động học, cả hai bên đều được các chuyên gia đánh giá khả năng tán xạ sóng radar khá tốt. Nhưng J-31 có phần nhỉnh hơn chút xíu vì nó gọn gàng chứ không tròn mập như F-35. Khắc phục phần nào hạn chế của kích thước to hơn chút đỉnh, xét về hệ thống điện tử hàng không của hai bên thì chưa có thông số rõ ràng để so sánh. Chỉ biết rằng chúng được pha với loại radar mảng pha chủng loại tiên tiến nhất. Trình độ ngành công nghiệp điện tử Trung Quốc gần đây rất phát triển, vì vậy hãy tạm cho rằng tính năng của radar hai bên là ngang nhau. Tuy nhiên, thì ngoài thiết kế tán xạ sóng radar, đặc điểm rõ ràng nhất để phân biệt chiến đấu cơ thế hệ 5 chính là động cơ của chúng. Yếu tố này thì F-35 vượt rất xa J-31. Trái tim của F-35 động cơ phản lực được thiết kế đúng chuẩn tàng hình. Nó có khả năng che giấu, bộc lộ tín hiệu hồng ngoại rất tốt bằng cách cho hai dòng khí nóng lạnh hòa nhập với nhau một cách đều đặn, duy trì được không khí ổn định, tránh hiện tượng sốc nhiệt, từ đó làm tăng hiệu suất hoạt động cũng như gây khó khăn cho tên lửa mang đầu dò nhiệt của đối phương. Còn với tốc độ F-35,
giúp đạt tối đa là 1.931 km/h, trong khi vận tốc lớn nhất của J-31 là sấp xỉ 2.000 km/h. Chênh lệch không đáng kể, nhưng J-31 chưa thể bay hành trình siêu âm như F-35. Bên cạnh đó, bán kính chiến đấu của J-31 chỉ đạt 900 km, còn F-35 lên tới 1.100 km. Rõ ràng, sức mạnh động cơ vượt trội đã tạo nên những ưu thế trên. Tổng kết lại các yếu tố đó, chúng ta có thể khẳng định rằng J-31 còn phải hoàn thiện thêm nhiều nếu muốn chiếm lĩnh thị trường tiêm kích thế hệ 5 mà F-35 đã bước đầu giành vị trí thống trị. Kế tiếp trong danh sách ngày hôm nay là máy bay không người lái CH-4 và MQ-1 của Mỹ. Đây là một loại UAV đa năng tích hợp năng lực trinh sát tiến công, được phát triển bởi Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc CASC. Máy bay này từng được coi là phiên bản Trung Quốc của UAV MQ-1 Mỹ. Tuy nhiên, thì truyền thông Trung Quốc luôn khẳng định CH-4 vượt trội hơn về mọi mặt của mẫu chiến đấu cơ được so sánh. UAV CH-4 có hành trình bay liên tục tối đa lên tới 3.500 km với khoảng thời gian 30 giờ. Sở hữu thiết kế cánh phẳng cùng 6 giá treo dưới cánh UAV CH-4 có thể mang được nhiều loại vũ khí khác nhau. Nó có thể mang tên lửa không đối đất AR-1 được phát triển riêng cho máy bay trực thăng, cũng có thể mang tên lửa chống tăng phóng từ trên không, rocket hoặc bom thông thường, để thực hiện nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất. Tưởng rằng đây là một con quái thú, thế nhưng vào năm 2015, không quân Iraq đã mua tổng cộng 20 chiếc CH-4 từ Trung Quốc. Vậy mà trong thời gian thực chiến chống phiến quân đã có 8 chiếc bị rơi không rõ nguyên nhân, số còn lại không chứng minh được năng lực chiến đấu như kỳ vọng. Iraq không phải là quốc gia duy nhất gặp phải những vấn đề này, cũng như chất lượng của các quái điểu mua từ Trung Quốc. Jordan cho biết số UAV CH-4B của họ đã không phát huy được hiệu quả như kỳ vọng và đang có kế hoạch loại biên bằng cách bán lại cho các quốc gia khác. Vẫn là máy bay tấn công không người lái của Trung Quốc tiếp theo. Sau đây, chúng ta sẽ đến với CH-5 được copy từ MQ-9 của Mỹ. Theo quảng cáo từ nhà sản xuất, chiếc CH-5 có thể mang theo 16 tên lửa cùng lúc, gấp đôi so với MQ-9 của Mỹ. UAV tấn công số 1 thế giới hiện nay. Hãy thử so sánh hai phiên bản này cùng với chúng mình nhé. Đầu tiên, thiết kế khí động học của CH-5 rất giống với MQ-9. Điểm khác là nó sử dụng động cơ phản lực, còn MQ-9 sử dụng động cơ cánh quạt. CH-5 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 7 năm 2017. Từ tháng 8 cùng năm bắt đầu thử nghiệm tải trọng vũ khí. Chiến đấu cơ này có sải cánh dài 21m. Nhà thiết kế chính của CH-5 từng nói với China Daily rằng đây là một trong những máy bay tấn công không người lái mạnh nhất thế giới. CH-5 có thể thực hiện hầu hết nhiệm vụ mà MQ-9 đang thực hiện, thậm chí còn tốt hơn về thời gian bay. Ngoài ra, CH-5 được lắp động cơ phản lực chưa rõ định danh và cục suất. Theo một số nguồn tin, động cơ của nó có công suất thấp hơn so với MQ-9. Điều này dẫn đến trần bay tối đa bị giới hạn ở mức 6,5 km so với 12 km ở MQ-9. Nhà thiết kế này cho biết thêm, phiên bản nâng cấp sắp tới của CH-5 sẽ cho phép nó đạt chuẩn bay 10 km, thời gian hoạt động liên tục có thể lên đến 120 giờ, tầm bay có thể lên đến 20.000 km. Nhà sản xuất cũng tung video quảng bá sức mạnh tấn công của CH-5. Đoạn video đó đã ghi lại cảnh CH-5 tấn công mục tiêu cố định và di chuyển với tốc độ chính xác rất cao. Dù được quảng cáo ngang ngửa với MQ-9 của Mỹ, thế nhưng giới phân tích quân sự phương Tây vẫn hoài nghi về năng lực thực sự của CH-5, đặc biệt là hệ thống cảm biến. Ngoài ra, chiếc máy bay này chưa từng xung trận nên rất khó để đánh giá được sức mạnh thực sự. Vậy theo bạn, lần này bản sao chép hay bản gốc sẽ thắng đây? Hãy bình luận suy nghĩ của mình phía bên dưới nhé! Và cuối cùng, của danh sách ngày hôm nay, chúng ta không thể không kể đến Z-20 Harbin, một mẫu máy bay tham khảo từ Black Hawk của Mỹ. Báo chí nước ngoài thường thân thương gọi nó là Copy Hawk, con ó nhái. Về thông số kỹ thuật, Z-20 có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 10 tấn, được trang bị hai động cơ WZ-10 với công suất 2.000 kW mỗi chiếc. Kết hợp với đó là hệ thống cánh quạt nâng 5 cánh, cho phép nó hoạt động xa, mang được trọng tải nặng và nhanh hơn. Về cơ bản, một chiếc Z-20 có thể chở theo tối đa 15 binh sĩ hoặc 4 tấn hàng hóa, còn tốc độ bay tối đa của Z-20 vào khoảng 290 km/h với tầm hoạt động 560 km, trần bay hơn 6.000 m.
Hơn nữa, việc trang bị động cơ WZ-10 siêu khỏe cho Z-20 được cho là để trực thăng này có thể vươn tới được độ cao của vùng Tây Tạng và những đỉnh núi của Thanh Hải Trung Quốc với độ cao tối đa lên tới 4.000m so với mực nước biển. Và theo tờ Thomasian đăng tải, Trung Quốc hoàn toàn không có cơ hội được tiếp cận với các loại trực thăng Black Hawk cũng như công nghệ của loại trực thăng này. Tuy nhiên thì Trung Quốc đã từng có cơ hội được tiếp xúc với một chiếc Black Hawk phiên bản đặc biệt mà biệt kích Mỹ làm rơi tại Pakistan. Chiếc trực thăng Black Hawk mà Trung Quốc được tiếp xúc tại Pakistan thậm chí còn xịn hơn nhiều các phiên bản mà Black Hawk hiện tại. Vậy nên rất có thể các đặc điểm của Z-20 Harbin dù có vẻ bề ngoài khá giống Black Hawk nhưng thực tế được nhái lại từ phiên bản Black Hawk cải tiến Mỹ đã sử dụng trước đây. Nhặt được của rơi tạm thời đút túi, có lẽ ông tổ hàng nhái đã đi trước thời đại với câu nói đó. Khác biệt dễ dàng nhận biết nhất giữa Z-20 và Black Hawk đó chính là Z-20 có hệ thống cánh quạt với 5 lá, trong khi Black Hawk chỉ có 4 lá. Điều này kết hợp với động cơ tân tiến của Z-20 sẽ giúp cho trực thăng Trung Quốc bay khỏe hơn, nâng khỏe hơn, bay cao hơn so với Black Hawk bản Mỹ. Ngoài ra còn phải kể đến việc trực thăng Z-20 của Trung Quốc được thiết kế đủ nhỏ gọn để có thể vừa với hoạt động trên các tàu sân bay, thậm chí vừa cả khu trục hạ. Điều này mở ra một cơ hội nâng cấp Z-20 Harbin từ trực thăng vận tải thành trực thăng săn ngầm hay trực thăng cảnh báo sớm sau này. Như vậy, qua những mẫu máy bay mà team mới vừa kể trên, chúng ta có thể đúc rút được kinh nghiệm học tập người đi trước của Trung Quốc. Từ những bản thiết kế lừng danh trong giới quân sự, quốc gia này đã tích cực góp nhặt và tái sản xuất để cho ra đời những con quái vật trên không, làm nên tiềm lực quân sự hàng đầu thế giới. Tuy nhiên thì điều gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó bởi các thiết kế đó quá giống với bản gốc. Vậy nên phía quân sự của nước này cũng cần nhìn nhận lại một cách nghiêm túc hơn. Chính vì sao chép thiếu sáng tạo, ăn cắp ý tưởng của quốc gia khác, Trung Quốc đã phải nhận được nhiều chỉ trích từ giới chuyên gia cũng như truyền thông trên thế giới. Nếu điều này cứ tiếp tục xảy ra, nó sẽ tạo thành những tiền lệ trong suy nghĩ của người dân Trung Quốc, thậm chí gây ra nhiều phán xét từ những quốc gia khác nữa. Vậy video ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Ý kiến của các bạn như thế nào về vấn đề này? Nếu có ý tưởng hay và độc đáo, tại sao bạn không chia sẻ với mọi người nhỉ? Chúng ta hãy cùng đóng góp và đón chờ để có thể chứng kiến nền quân sự nước nhà sẽ vươn ra thế giới như thế nào nhé.